ông quên cho. Ông đừng ra cản to cái chuyện này thì phi sản mặc cả thì nơi đi. Dừng nâng to từ sản mặc cả. Tập cái cam sạ xây cái scan bơ tam phần sọ tuột phi sản mặc rich. Đúng rồi thầy cũng thấy là rica bị thành tiếp ở vật miền ở vật miền thị kỳ nâng bọc cô đài trời pro đáp cái cam nơi trực ní hay nâng bánh hà tiếng lai để miên bật thân bà miên nâng nồng nồng phê này đồng đà ca tạm đà ca còn lộn nhờ xong cục lục thiến xong rạp xạm nà ca thằng ngày ní cục hiệ kỳ tiếng o nơi riêng đây ní miên vọt tầm miên xong cọt đài lai lộn nguồn chí miên vọt tầm miên nâng nồng bần tục không khuôn đại nước khang bị căng cấm bắt tốc sạm nà cà ní tam sẽ gây xâm lấn ở bờ ao chuẩn bị ra sàn lập bông đại mưu là hết phanh ha sọc cấp hiệp nơi bề bậc ní ao chuẩn bị ra nâng bàn to sạp cây cấm xạ xây Sydney Sandberg tam là dẹp propon sao tu phi sa ram rình hai xạ xây rụng ní ban triềm khuôn rồi chỉ sai xâm lấn cả bắt đầu cây cấm phòng đài chấm này nơi bề rửa xía nhưng nâng bàn to sạp cây cấm nhẹ chấm nén châm sụt thi ra hà nội ngày ní miền xạ xây một rong mười rúp đại miền ra sơn niêm thi CW bằng mười rưỡi học sập ram xã xây ní ban mình chạy thá tam sự mặt phía đại cọt ai đứng cứ cọt mình miên cho chấm nón nhiệt lộ hết rưỡi nhiệt bốn chỉ mỗi lần chôn cho chào chẳng pì rúp rưỡi bịa kỳ đam mình đứng rọt bạc về nì nà muối đại tự ban tự con được nông được đây nì tì hai cọt ban thua sầm bạt rụi háo nơi chấm phun mộc lục ta động bóng đáy ca pì ngày tì pram khai mi tuần á chín năm pì pon động bảy sầm mọc quân lục tiền nếu ông Long Pil thưa sẽ khai cam xã xây Sydney Sydney Scanbird này lục nôn chia cọt nâng xóm thưa sẽ cây bằng plư ông pi pan ca chùm liệt bởi chí chôn chanh bì tì krong nền nê nâng bì xe bì tì krong phân bình là hai xóm ca nâng nhạt bì lục bật thiến rịa pil bì nà các bạn nếp bàn tay nông rịa pil đấy sẽ cây cam rồi bỏ lục Sydney Skinberg ngành năng lực sai của tam hoặc quân và quân này cái phần phần biển này số đấy thì lục Sydney Skinberg. Good evening, Your Honor. Xin chào mừng sư lục bát thiên. Lúc Skenberg, cảm bị lúc đẹp đó là khai cam cảm bìm xâm ảnh miên bánh hà lùng mạ rừng có bánh hà bây cao lăng tế nơi khang lúc ấy nó. Chùm lại, ảnh miên tế lúc bà thiên. Khi nhóm kết thả khi nhóm ảnh đăng âm bì nơi tế vị thi cho bà lúc hay khi nhóm miên bánh hà vậy tế. Bà ông quân hay chi bộ tòa này ông chỉ biết tâm phật bị cai chun từ cầm đầm nàng tháp bình nhã nâng bị từ vì nó mốc cầm nàng đầm nàng tháp ni để miền địa phiền nông ca phụ định đào nhập buộc xã xây sân đi scan bắc mùi vẽ xã nà ca bậc ni tiết hay có thông chuẩn điệp hôm nay thà tam tu phật miến cứ miền phanh hàm định tuổi âm pi ca vị bạ nông ca quay rớp chấm nói đây là kỳ bàn đỏ trăng là mấy số đánh đau cho cuộc quật của cái này dương và hai trở lấy yêu anh tí cả mưa lớn một toàn thì những cua tập cua bị chà ná nâng cầm nọt đó là chấm nói bằng tốt ở đây có cả thạc khánh này ai cả ra để dùng phong là mấy quật được nghỉ nông cả xoay rốc hay nâng mưa toàn nâng bài chơi toàn chấm phục xong đua đại xu mà xong chơi. Thank you, Mr. President.
Hãy xem ở cơn đại lục ban tập lập một vinh đảm bảo đa sắc khay cam không cả chuôi đa tư la ca từ lưu bảy hàm mới này. Alo, nick nhom bằng hàng chia panty bằng hàng play tu từ muối đảm bảo nhom thua cả cha su sum nô từ lúc hay nhom trang xã su ông pika chấm liếc bị chia chân chân vị trí cơ động. Cứ bất cả đại lục ban bờ đền đại khung super cầm đặt hai đội bóng lúc đại nhị giam pika sai nhiều lúc mình trai đội bóng sát thiên ở đoạn hai bên tôi mất dương nâng nhị giam p bất cả đại lục ban sân kết khơi nơi khung than tuột bả răng hai nâng trong cày bóng phớt cứ nhị giam p đầm na đội bóng lúc chạy chân pika cầm nông pin từ căn bờ tây thái mình p nhom chấp đam từ lứa bờ thiên ở bát ngọn núi nhom trong xã suôn lúc ông p bảy hà mười chục nôn tôi chạy tôi từ nâng super cầm đặt hai đại nhom cứu từ suôn lúc tam p mới sơn mình màu Super cầm nát hai cứ nơi yam p cứ chắp đam p tung hai ti bun kai makara hoda kai pram cứ tung hai ti bay kai pram chanam upon promoter chess pram hai vi chê cầm nát ra pacham tung hai cứ chê ring rot ngay đem rong rich nát chê đem bong kim chung su luk ta ta luk chắp đam katra per mint ng 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 kịch thả khi chấp đam nếu bị đam chăn nằm nếu cứ đam chăn nằm chết sập ram đam bay thuê cả cắt ra nơi cầm nát hai bảy trăm thằng ngày tạm bỡ tới khi nhom mình tụm lốp sờ sờ sập hơi cầm nát hai nốt thế rồi hồi đó bị đặc khi chạy trên pít cái rồng phun ping cứ nó bị đặc khi mặc đá thì cái rồng băng co từ khi chấp đam sờ sờ sập hơi cầm nát hai hai sập hơi này mình đã thuê cả bắp bông sai thế rương đã khi nhom sạch sẽ bản tòa bị khi nhom bàn chạy chân liêm liêm cứ cái biệt đã khi nhom bàn từ tua sợi phìp liêm liêm cứ việc riêng bộ bóng pi hai ca đợt đa rồi có việc miền mồ than đợt đa được cho nên khi nhom cái thằng mình chậm mạch rồi cả bọc bom sai nốt thế chúng ta khi nhom đây ta đã sát tục việc sầm nua ta lục thua cả cắt tra đa được tên là khi nhom rịa pi đại lục bàn riêng bộ bóng là khi nhom sắp tra nốt chậm lại ba sự cắt tra đó bao nhiêu cứ miền bờ miền chia chắn các đôi chim miền bờ miền ở khung sa bờ miền chia chắn đây phần ta khi nhắm cắt thả cả riệp cả prapra sự phơi cầm nát hai bên miền bảy giờ sầm nua ta lục miền ban prapra sự phơi đồng bay chui đặc ca sẽ cầm nát hai bờ lục tiết chấm lại ba khi nhắm prapra sầm nua khi nhắm miền sầm nua mùi tiết tới năng ca nghe được bao lục phong đây cứ bờ miền đại dương miền nơi chúng phù mục tơ la cá cứ bờ miền ở miền ở khung ai cả sa ở khung tơ la cá cứ lục ban bên chia tha lục ban tự tu nó biển rồng vòn muối cứ ở khung chín năm chết sập muối ta lục ai prap tơ la cá ban đã được thế tha ta biển rồng vòn ở vây đã lục ban tự tu hay cái bắt đầu rồng vòn ở bay vây sum chấm lai cứ chia biên đồng vốn đã kê bắt đầu chấm púa nẹ dược xa phần miên bò rực tế đã bắt thay bắt thàn cấp púa đã hiên bắt thay bắt thàn cấp púa hai khi nhóm tựa tùa dược biên đồng vốn đấy để xa ta khăn nông niêm ao y chùm nơi cá hoặc có đôi chìa bông phô bọc nhóm cứ lục đợt bọn bởi thay đời xa bắt sân bạc miên đợt bọn tế khi nhóm mình ai thưa càng nghe đôi được khi nhóm ăn thưa nốt tế sầm nua nó pe đại lục này dễ tha biển đồng vòn đại bát đào ao nó cứ bát đào ai sầm rầm nè đại bát thầy bát thang cúp ta bát thầy bát thang cúp nó không bát thầy cầm chia đấy chầm lòi bát cứ cái bát đào biển đồng vòn chầm po cả đại khi nhom nơi bản to là hốt nơi không than tu âm rực hơi khi nhom chạy trên cái tha nơi thằng ai đập pi khai mesa chạy trên pi san tu nô cứ thà khi nhom mình chạy tranh từ bờ tây âm rồi chúng mình nhảy vô bờ miền đất tây tiệt đấy cứ khi nhom nơi bản tàu khăn ông bờ tây campuchia hay khi nhom nâng đất bron cứ dương sầm ra chết thành nơi đó thằng ai nốt hay dương nơi mưa cả chùm lý hay cứ xa đó bớt đất bron các bạn vừa đầm na tranh từ bờ tây âm rồi đầm nào bệnh nhà xong ở côn lúc ở lời nít khi nhóm bằng tờ từ bệnh nhà bắt thầm mây mùi tiết để khi nhóm bàn bằng hành bạp lúc môn đi bằng tình ở lời nít cư dương này dìm phì cả chùm liếc cư
រូបភាពនៃការជម្លះដែលលោកបានកត់ត្រានៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ហេតុរបស់លោកឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរលោកអំពីហេតុការណ៍មួយចំនួន លោក បាន ពណ៌នា អំពី នៅក្នុង ចំណុច ជាច្រើន នៅក្នុង សៀវភៅ កំណត់ ហេតុ របស់ លោក អំពី ការ លួច ឬ ក៏ ការ ប្លន់ ទំនិញ ជា ឧទាហរណ៍ ខ្ញុំ សូម ធ្វើ ការ អាន នៅ ព័ត៌មាន មួយ ចំនួន ដែល ខ្ញុំ សូម ធ្វើ ការ ដក ស្រង់ ហើយ ខ្ញុំ ចង់ ឲ្យ លោក ធ្វើ ការ ពន្យល់ បន្ថែម គឺ ចំណុច នេះ នៅក្នុង សៀវភៅ របស់ លោក គឺ ឯកសារ E236/1/4/3.1 នៅ ទំព័រ 63 ដែល ភាសា អង់គ្លេស មាន លេខ 00898271 គឺ នៅ ចុង ទំព័រ នៅ ផ្នែក ខាង ក្រោម នៃ ទំព័រ គឺ ប្រយោគ ក្រោម មួយ ចុង ក្រោយ គេ ខ្ញុំ សូម ធ្វើ ការ ដក ត្រង់ នៅ ពេល ដែល ទី ក្រុង ខ្លាយ ទៅ ជា ទី ក្រុង ខ្មោច គឺ ពួក វាយ ប្រហារ បាន ធ្វើ ការ ទាមទារ ការ លួច ប្លន់ ហើយ នឹង ការ ដុត កំទេច អគារ ខ្ញុំ ចង់ សួរ លោក ថា តើ លោក ឃើញ ការ លួច ការ ដុត នឹង ប្រមាណ ដង ហើយ តើ លោក ឃើញ ដល់ របៀប ណា ចម្លើយ ខ្ញុំ ឃើញ លទ្ធផល នៃ ការ លួច នឹង ការ ដុត តែ ប៉ុណ្ណោះ គឺ ខ្ញុំ ឃើញ អំពី លទ្ធផល ដែល ខ្មែរ ក្រហម ត្រឡប់ មក ពី កណ្ដាល ទី ក្រុង វិញ បន្ទាប់ ពី គេ លួច អីវ៉ាន់ ឬ ក៏ បន្ទាប់ ពី ពួក គេ បាន យក អីវ៉ាន់ ទៅ គេ បាន ដណ្ដើម បាន ពី ហាង នានា មក ហើយ មន្ត្រី ទូត ឬ ក៏ អ្នក ណា ម្នាក់ ដែល គេ អនុញ្ញាត ឲ្យ ចូល ទៅ ក្នុង ទី ក្រុង ហ្នឹង គឺ ថា អ្នក ដែល ត្រឡប់ មក វិញ គឺ គេ ប្រាប់ យើង ថា គេ ឃើញ អ្វី ខ្លះ ដូច្នេះ ហើយ នេះ ទាំងអស់ គឺ ជា អ្វី ដែល ខ្ញុំ និយាយ យោង ប៉ុន្តែ តាម ពិត ទៅ ខ្ញុំ មិន បាន ឃើញ ដោយ ផ្ទាល់ ភ្នែក នោះ ទេ ខ្ញុំ មិន បាន ឃើញ ការ លួច ការ ដុត នេះ ទេ នៅ ពេល ដែល ពួក គេ មក ដល់ ជា 2 ដំបូង នោះ គឺ ពួក ខ្មែរ ក្រហម បាន យក ម៉ាស៊ីន អង់គ្លេស លេខ យក នាឡិកា ហើយ និង វិទ្យុ របស់ ខ្ញុំ នៅ ពេល ដែល គេ ចាប់ ខ្លួន ខ្ញុំ នោះ ហើយ នៅ ពេល ដែល គេ យក គឺ ខ្ញុំ អត់ តវ៉ា ទេ គឺ អ ណាស់ ប៉ះសិន មក គេ ទុក ឲ្យ ខ្ញុំ រស់ ជីវិត នោះ សំនួរ ឥឡូវ នេះ ខ្ញុំ ចង់ និយាយ បន្តិច អំពី ពេល វេលា ដែល លោក បាន ព័ត៌មាន នេះ គឺ នៅ ទំព័រ 68-69 លោក បាន រៀបរាប់ អំពី អ្វី ព្រឹត្តិការណ៍ ដែល លោក បាន ឃើញ គឺ ព្រឹត្តិការណ៍ ដែល ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង ការ យក ទ្រព្យ សម្បត្តិ ជា កម្មសិទ្ធិ របស់ អ្នក ដតី គឺ នៅ ទំព័រ 68-69 នៃ សៀវភៅ របស់ លោក គឺ ឯកសារ មាន លេខ 00898267667 ខ្ញុំ សូម ធ្វើ ការ ដក ស្រង់ ខ្ញុំ ឃើញ មាន អ្នក ឡាន ដឹក អីវ៉ាន់ ដែល មាន ទំនិញ ជា ច្រើន ដូច ជា បារី អីវ៉ាន់ និង បារី ហើយ ពួក គេ បាន បើក ឆ្លង ស្ពាន ហើយ យើង ក៏ មើល ឃើញ ជន ស៊ីវិល ដែល បាន ធ្វើ ដូច គ្នា នោះ ដែរ ទាហាន បាន ដណ្ដើម យក នាឡិកា ហើយ និង អីវ៉ាន់ ពី ប្រជាជន ទាំងអស់ នោះ ខ្ញុំ ចង់ សួរ ថា តើ លោក បាន សង្កេត ឃើញ អំពី ការ ដែល ទាហាន យក វិទ្យុ និង នាឡិកា ពី ប្រជាជន ដែរ ទេ ចម្លើយ នេះ គឺ ជា អ្វី ដែល ខ្ញុំ បាន ឃើញ ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ ទី 1 តែ ម្ដង គឺ នៅ ពេល ដែល គេ អប អ ជា ជំនះ នឹង គឺ ពួក គេ មក ឈើ ក្បែរ ក្បែរ គ្នា ហើយ គេ លើក កំប៉ុង ទឹក ក្រូច ដើម្បី អប អ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ មិន យល់ ថា ហេតុ អ្វី ទេ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ គិត ថា ប្រហែល ជា សង្គ្រាម ចប់ ហើយ ពួក គេ អប អ ការ បញ្ចប់ សង្គ្រាម ដូច្នេះ ខ្ញុំ ឃើញ អំពី ការ លួច ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ អត់ ឃើញ ពី ការ ដុត អគារ ដុត អ្វី នោះ ទេ នៅ ពេល ដែល យើង ស្ដាប់ ឮ អ្វី ដែល កើត ឡើង ហើយ នៅ ពេល ដែល យើង ស្ដាប់ ឮ អ្វី ដែល បាន ធ្វើ នៅ ខាង ក្រៅ គឺ យើង ឃើញ ថា ទាហាន មួយ រូប នោះ គឺ ទាហាន ខ្មែរ ក្រហម មួយ រូប នោះ ចូល ទៅ ក្នុង ឡាន
hay cọt bao gian, bắt tay dây tam bắt tư cứ thà thể hiện cái máy cái hồ năng ở trên bao gian nút tê khi nhom đằng nút pê cái rồi, hay dây tam bắt tư cứ thà cọt lăng chi lăng nó bắt tay cọt bắt che ở che sao, hay nút pê được cọt bắt che che năng cứ cọt bao bọc chèng ở kia tụt mùi. Xong một phần tư lúc dân trời cắt lúc bằng tay để xa tới khi nhóm mình miễn phê và liên trang trọng hay dừng khâm thả lúc ai chui khi nhóm từ lưu bánh hạ đọc tay tiền. Để xa tới dân thuộc cả phía xa âm phê âm lông phê và liên phê là lúc từ bàn kia không khá luôn hay nâng lúc bàn sẽ kết khuyến khi nhóm chăng để dì âm phê chấm lại để lúc bắt đầu cà phê mà sơ mình lúc bàn riêng rộp âm phê đất bồn chi mà tố chỉ muốn đăng thể hiện không ai có hôm rồi còn mình tới không ai có hôm hay tới chừng ngay phải chìm phải sám sập nửa tí hay nửa pê quạt tập làm một vĩnh luộc cho bạn kia đón lên ta luộc đăng đã đến tết thật được bón quạt tay nào đây ta ở miền vây cát lát nửa pê đã quạt tay nó cứ thật luộc được bón tới cái xuống bờ miền nơi cái xuống bờ miền đó cứ kê không ai có hôm kê bằng cả thì mình chia cả bản đồ hà san mới nơi tiền luôn. Hay cứ chia cả lại bắt đầu bị kia đó lên những cái dư dương tình đó, tại mà đồng tới cái xuống phần mềm nước tại mà đồng. Hay ở đây đã được bàn thua, còn mình bàn prap dương phim phim nữa thế. Bên tai nó bị đại dương, tại bàn kia đó lên nó cứ quạt prap khi nhom tha, quạt còn tại xua mì tôm nơi tiền luôn. Đầm bay ở đầm sân này nơi tình nụ bình dô thật ta dương thua càng nghĩa khá là bàn. Hay nụ bình nóng cứ thà mình tự rời khám ai có hôm còn tệ tương tạm vật chú tệ tương tế. Hay bật tổ mắc kì chá lời thà nẹ xa phô miên ai thua cả bàn. Được chân ác kì có ai qua tà lọc một vinh cho mùi nông mình tự rời khám ai có hôm. Hay mình tự rời khám ai có hôm nụ bạp thà dương sợp cho bạp, dương thư ca nghiêng năng trái cho bạp. Để cho nên khi mình sợ lạp dương thế. Để cho nên khi cậu đó lên dương bật tốt màu. Đồng nàng bởi nhà xông áo con lục. À lời này dương thì dìm bì ca chùm liếc và chế chấn. Hai nâng hạt ca niên nia đã cả lăng nửa bê chùm liếc nữa. Nơi khả năng cầm nạt hai đồ bác lúc bàn riêng bộ rộp nơi tầm bó chất sắp rầm mùi đã chất sắp rầm buôn kì lúc riêng bộ rộp âm phi. Mình trái nơi cả các bác có hôm nâng mình trái ăn cá sạp chế chết khi nhóm nâng thua cả an nơi xâm nua tầng ngọt nơi chùm nơi chẳng ngọt đi. Chùm nơi tìm mùi kì nơi tầm bó chất sắp rầm mùi phía xa ăn lê mê lấy xôn xôn bầm bay bầm buôn bầm bay pi bầm bay buôn. Nếu cứ chơi cả chơi chơi khi nia rồi viêng với chơi bằng đất nơi cả các bạn có hôm được nhom xong thua cả đó sao? Khi mình bàn kết ông pi mình được thua tê lục sợi mà rây kamikaze cứ với chơi bằng đất nơi kháng cầm việc cắt cả các bạn có hôm để bàn bờ này ông pi cả bằng đinh với chơi chân trên pi mình tiếp cả pi mà sờ mình. Bố kê bằng đánh bị chết chân thằng ớ xong bây tên nẹ được bua xong bây tên nẹ bị ca xong bây tên nẹ đã miên sẽ thang là phiếp thông khu rốt thân thân ngân thân ngơ có kê chênh này mà nước chỉ chết mang sẽ lạp vì chế rừng đó cua ấy phơi rừng tốt dàng khăn bố bác bao bác bằng khăm ai nẹ thằng ớ khăn nha nóng bác băng châu nẹ chùm ngư ta lúc ai bình chết bàn đã được tế thà lúc bàn sẽ đập rồi cả bàn chết chết chùm mùi nâng lúc sẽ bị chết mặt đất ní chùm lại bác cứ khiêm bàn chết chết khăn nha mèn xâm nua, xâm ọc côn, à lời nít khi nhóm xâm xâm đọc sẵn lòng nâu chùm đạch bằng tờ tế cư tùm phá chết sập bằng buôn phía sang lên mê lấy xôn xôn bằng bay miền ở đâm khăng kẹp cao chẳng khăng quạt như thế thà phụ kế hạ đôi chia mình nước máu bị phục được tây quạt như vậy cả cơ đồ bọc phụ kế cứ tôi bịa vậy để dừng cơ khi nhom prap kế thà khi nhom ai chui ba bớt sân bạc khi nhom chẳng bớt sân bạc kế chẳng ai khi nhom chui
Khiom nơi dưới tháp khiom miền đại chấm liên sai sấp pin nè nơi khôn thì cơ bằng có ai mà chui bàn. Bàn tay lục đằng tiếc ta kí thử ấy bộ kê nước sầu. Kê mình chẳng ở dương chui tê. Khiom đang chui bộ kê và xong là khiom ai bàn tay vì khôn miền play là khiom ai chui kê bàn tê. Được nhé, ở vậy được khiom chẳng sửa lục nơi pin nít cứ tha. Ta lục bàn chật chê chấm mây bọc cồn mình đại nít đại đi tê chấm lại bạt. Nít cứ chưa cầm nát ra được bọc khiom. Xong, ở con lục. Tam đề lục đăng ai từ lưu ở vây đề lục bán khơi cái đối chiều vây đề lục bán chết chết cái được ở vây đề lục bán sẽ đáp lưu ta phân lệ nghe mân sự thua đối chìa các bác của hôm mưu có ông ca sạp chết chết ai bắt đầu chùm nuôi mân sự thua đó bật chết chân ta trở bán khi chùm liếc nơi bê nà mùi chắp đàm phí phê chùm liếc đại tế ta bước kì ai bắt đầu đại tế chùm lại át tế cứ thà nè bắt đầu chấm nuôi mình thôi nước từ ban kia đi mình ao thử càng nghiêm mình thôi bạn xem ở con lục cả san tân yên ấy cứ thử lần nửa bề đàn lục sơn nơi stan tuột cứ nửa thay chỉ đập bầm bay khai mesa nửa khnông bề nước lúc các bạn nơi bờ rộp ông Pì ông Pì cặp sắp xài tạm vịt xíu đại lúc bạn sẽ đập lưu cư nơi tầm phương mà rồi buồn nơi khả nông sắp phư cầm nạt hai cầm nạt ra ông lê mình lấy xôn xôn bầm bay bầm buồn bầm bay bay mùi Pì cư nơi về lưu mong buồn hai lúc bạn nơi bờ rộp đôi tòa tầm này khi vịt chú Phnom Penh bàn bạc ca ông Pila Tập Paul này xa mạch chia bì xe để vừa là nơi khăn ông tì cà rồng hơi nơi dưới tha xa mạch bàn bằng hai ông Pika xa mạch rồi bọc bật tế khăn ông ca to su dặn một môn bạc chăng nâng ca chơi chơi rồi bọc bọc tế tế khăn ông cách ca bật tế khăn ông Campuchia tu bây thay chơi ca chơi chơi rồi phần này dù thiên dù bái sẽ tất cách sẵn cung ca tốt rồi có cả chơi chơi để cái chặt tóc thay chia cả chơi chơi phần này mình thua cả đời khi nhắm chẳng đang thay ta cả sắp xài tam vịt siêu nắng ta ta luôn sẽ đáp được tốt còn cái bộ phải luôn sẽ đáp chia pizza bộ sẽ đáp pi pizza không ai chấm lại khi thay khi nhắm mình chạm tới âm pi chấm lại đi khi nhắm mình chạm thay khiom sẽ đáp tua được còn mình nuôi tế hay khiom còn mình chăm cho bát tháp viên chi phải sạc mai được ấy nuôi đây được chưa nè khiom ai trả lời bát tháp kịp gặp khiom xong một con lục in the passage we'll... នៅក្នុងកថាខណ្ឌដែលយើងបានមើលពីពេលកន្លងមកនេះគឺកថាខណ្ឌដែលរៀបរាប់អំពីវិជ្ជាបណ្ឌិតត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យចាក់ចែងពីសន្តិគមលើភ្នំនោះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពិនិត្យមើលទៅលើហេតុការណ៍នៅតាមទីកន្លែងមួយចំនួនទៀតដែលលោកបានរៀបរាប់នៅក្នុងកំណត់ត្រារបស់លោកគឺនៅទំព័រ50នៃកំណត់ត្រារបស់លោកអមមែនទេគឺទំព័រ82គឺអង់គ្លេសមានលេខ00898290គឺថ្ងៃទី19ខែមេសាដែលលោកកត្រានៅម៉ោង6ល្ងាចលោកបានរៀបរាប់ដូចតទៅនេះបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យកាឡម៉ែតត្រូវបានបង្ខំចេញដោយពួកបះបោបានមកដល់ទីមកបានមកដល់ស្ថានទូតដោយជិះនៅក្នុងឡានដែលមានមនុស្សពេញពេកឡានខ្លះមានថ្នាំពេញនៅក្នុងនោះកលានុបដ្ឋាយិកាមកពីមន្ទីរពេទ្យបាននិយាយថាពួកបាបោនឹងបង្ខំសឹងតែពេទ្យជំងឺទាំងអស់ឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃអ្នកណាដែលមិនអាចដើរគឺគេរុញមកដាក់ចោលនៅលើថ្នល់ដោយឲ្យគេងនៅលើក្រែចំពោះបុគ្គលិកដែលនៅខាងក្រោយឬក៏បុគ្គលិកទុកអ្នកជំងឺដែលធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យយើងសង្ឃឹមថាគ្រូពេទ្យនឹងមកដល់ប៉ុន្តែអត់មានទេមិនមានគ្រូពេទ្យវិជ្ជាផ្នែកក្រហមណាមួយមកដល់នោះទេ
Xong bây đã không mấy đã chư thương ngôn đã không miên trong này hạ cực cơ kỳ tục chào đã kỳ tục chào phạm nẹ nơi tì nụ. Đi chân nè hơi nê cư chư cầm nát ra đã lục bàn thư vươn ở thương ngay tì đã bổng buôn mê xa ta trầm trời đã đưa tế bạc cư trầm trời. Cư thạc bọc cơ lực mình tì bẹt cơ lầm mát gọt nơi bần to càng nghe rô bọc gọt. Khi em kết thạc rất tha phi ba bà rang cứ chui đào mình tìm pet cả làm mát nó pe nữa hơi mình tìm pet cả làm mát cứ nơi chết than tuột bà rang đi chân này bộ kế prab dương tha bữa sân bà kế mình đánh tranh pi mình tìm pet cứ bộ kế ai châu không than tuột bà rang hay bộ kế thua đi chân này mình cứ kí chi làm chả ơn đã là nâng miên tàng thân nằm bếp, miên tàng cửng cốt cung vị trí xác chết đàn. Cứ bố kê tự bàn bần đánh chênh đòi bụ khả mai cả hôm, đã dù cầm phương chung bụ quật vị trí hạt ca đọc của ai đồn thuật nâng khả lăng. Xong ở cơn lục. À lưng đi khả nhầm lục ở tế hồ môi tiết. Nơi tầm bò mà rồi môi. Nơi thằng ai tìm một phê bằng môi khai buôn cho năm bì bò, cho năm chết sập rám cư ai cái xa đầm miên lệch xôn xôn bài bằng buôn, bài sập bay xôn bằng buôn. Nơi màu đọc đập rám bật lúc bà đã dưới đôi cho tên này. Chùm nơi khá cư thà nẹ đầm nàng ăn môn thị chui sừng cừu của má bàn mọc đà tốt chỉ trong cái này cứ thà bầm buồn thằng ấy bận toa pi tới ban kia không khôn quát này sân ca đã bóc quát đời sao tại quát thưa ca thay đời sao không may này tới ban kia bóc băng chào nơi tiền nước đôi chia nè đôi tay đá quát tới ban kia bằng đánh tranh để không may có hòm mình té đây mình ca bằng không được lại sport ban là gì thà không may có hòm mình đăng tham miên ở nam nè nó không mình tìm về té là họ đã pi không may nó bị dùng khăng tiêu kiện đằng pi bây thằng ấy cái này bận toa pi cướp cướp thì cướp mất. Mình tốt vì bạn thưa cả tiện tiên chấm nạp bản hôm rồi bỏ từ hiến bộ khả mai của hôm bạn bằng không có đại trạng chén hay ai mau tham tụt. Bộ kê bạp thật khả mai nhân trở bàn kê mình chung tới khả nông xả là riêng. Bạn thay gọi mình chưa thế hay kê liên lục bà thay cả cầm chết tới bàn kê mình chung tới tam ti cho nó bắt đôi và chưa chung đầu tây tiền. Thì nhầm ta nít chia ca sang từ nê lục bàn thưa cho mỗi bộ côn hình đã được thế. Bạn xâm nua. Ta lúc ai bỏ ra nếp bạn đã được tế thật ta vì miền cả tranh bắt bản nhạt thì có cả cầm nát bắt bản nhạt nà mùi để tựa 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 nâng khamay nâng gà liên nụ bà thay dịch ca để kết thúc cháu nụ đã được tế. Châm lời tạm để khi em đứng cứ ạ tế. Khi thay quát bởi bà râm dân khăn lăng âm pi ở vầy đã ai nâng cả lăng châm pua khamay nâng cử rụp bê tương ơn nụ. Thank you. Đáp nang sạp tây nhà xóm mạc cún. Nơi bên này khi nhóm châu tới đó chấm nói mùi tiết. Đại khi nhóm bàn bị lực cao bị lực môn này phong đá. Chấm nói nhé cứ bẹp bọn tự nâng ở với đại lục sông kết lực bò rà miên đại lục bà mô bàn. Chịp xếp bò rà miên ông bì ca xoay rộp mần trây rọt cá nâng thị hiên xa mày lôn nol. Phát triển bắt đầu nhóm xong lực lãng cứ ở vầy đại lục bàn lực lãng ẩm phí à râm nơi nông cọng cứ trong đồng bộ hợp tập râm ý ở ấn chếp xa ổng lễ cứ xôn xôn bài trong phần này nì lục bàn rịp rộp thả ta à lăng rộp ọp bàn này dây ở vầy khá ẩm phí để hiên. Nơi khẳng thức bố nó bọn đá nhạc tốt chương mở rối nhạc chân từ. Khẳng khám lâu xây đôi tỏ từ. À rõm nâng nông tì khổng nhưng ai khơi miên ca phạp đồ. Thì hiện rõ thà bị bá đại trư bàn chập khuôn phần màn màu môn ní. Còn bông tại đọc dòng biệt bầm phép miên ca phê khai nát nơi tù tàng khổng. Chúm xôm xua lục, ai lục, chúm riêp chùn tỏ là ca. Thà ta lúc xong là thàn trong đó đòi ở rộp biệp nà thà bộ quát nâng đọc án đòi miền ca phê khá là chá lối. Bộ rộp miền ní
គឺខ្ញុំបានទទួលមកពីស្ថានមន្ត្រីស្ថានទូតបារាំងមួយរូបដែលគាត់អាចធ្វើដំណើរពិនិត្យមើលនៅក្នុងក្រុងដើម្បីពិនិត្យមើលរបស់របរនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់អាចយកមកបានហើយគឺអ្នកនោះបានទៅក្រោយមកប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់បានឃើញអ្វីខ្លះនេះហើយជាការរៀបរាប់ដែលគាត់ប្រាប់មកខ្ញុំ ជាពិសេសគឺការរៀបរាប់ពីមន្ត្រីទាំងនោះគឺមន្ត្រីស្ថានទូតគាត់ប្រាប់ខ្ញុំដូច្នេះដំណាងសាវញ្ញាសូមអរគុណលោកឆ្លោយកាលពីម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរថាខ្មែរក្រហមបានធ្វើសេចក្តីប្រកាស ថានឹងសម្រាប់ពួកនឹងចោលតើលោកអាចជម្រាបយើងខ្ញុំបានដែរទេតើមន្ត្រីរដ្ឋការសាធារណរដ្ឋខ្មែរណាដែលលោកបានលើកឡើងកាលពីម្សិលមិញនោះឆ្លោយជាការពិតខ្ញុំមិនបានដឹងថាតើមន្ត្រីនោះម្នាក់ម្នាក់សម្រាប់នៅពេលណានោះទេអ្វីដែលខ្ញុំរីការនៅពេលនោះគឺ មន្ត្រីស្ថានទូតបារាំងប្រាប់យើងថានេះជាហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅពេលនោះអ្វីដែលខ្ញុំចាំនោះគឺថាឡុងបូរ៉េតត្រូវបានគេសម្លាប់ចោលហើយខ្ញុំកំពុងតែគិតផងដែរគឺសេរីមតៈក៏ត្រូវបានគេសម្លាប់ចោលផងដែរខ្ញុំមិនដឹង តើគេសម្លាប់នៅពេលណាឬក៏មន្ត្រី5រូបទៀតនៅក្នុងបញ្ជីត្រូវសម្លាប់ចោលនោះត្រូវបានគេសម្លាប់ចោលនៅពេលណាឬក៏សម្លាប់មិនសម្លាប់នោះទេនេះគឺជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានហើយពួកគេធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ាងលឿនណាស់ចំពោះខ្មែរក្រហមនោះតំណាងសាវញ្ញាសូមអរគុណត្រង់ទំព័រ 67នៃកំណត់ហេតុរបស់លោកអង់គ្លេស យន់08055ពីប្រាំយើងឃើញមានចំណុចចុចខ្មៅខ្មៅដែលពាក់ព័ន្ធនៅម៉ោង3ល្ងាចគឺមានសរសេរដូចតទៅខ្ញុំគួរតែនិយាយថាព័ត៌មាននេះប្រហែលជាអាចលោកទទួលមកពីអ្នកផ្សេង នៅល្ងាចម៉ោង5:00គឺក្នុងពេលដែលខ្ញុំឃើញគេចាប់ខ្លួននោះខ្មែរក្រហមធ្វើការបាញ់រកកែតជាមួយនឹងក្របកំភ្លើងចូលមកអូតែលភ្នំកន្លែងដែលគេស្រាវជ្រាវរោគមន្ត្រីយោធារបស់រដ្ឋាភិបាល ហើយបន្ទាប់មកគឺមាន ការវាយទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋការសម័យលន់នល់នោះតើលោកទទួលព័ត៌មាននេះតាមរបៀបណាទទួលមកពីនរណាគេដែរឆ្លើយមានមនុស្សជនបរទេសដូចខ្ញុំដែរគឺពួកគាត់នោះដើរចេញមកពីអូតែលនោះស្ថានគារនោះហើយខ្ញុំសួរពួកគាត់ថាមានអ្វីកើតឡើងហើយហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់ដើរចេញមកពួកគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថា គេប្រាប់ឲ្យចេញពីស្ថានគារនេះតែកន្លះម៉ោងចេញអស់ដើម្បីទៅស្ថានទូតបារាំងខ្ញុំសួរថានៅពេលណាដែរហើយមន្ត្រីស្កេនដាវីនោះជនជាតិស្កេនដាវីនោះគឺថាប្រាប់ខ្ញុំថាគេប្រាប់25នាទីមុននេះហើយខ្ញុំបានទៅប្រមូលយកមហូបកំប៉ុងដើម្បីចាក់ចេញទៅស្ថានទូតបារាំង សំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសង្កេតដែលលោកបានពិនិត្យឃើញថាដំបូងនោះគឺយើងឃើញថាទាហានខ្មែរក្រហមនេះចូលទៅតែនៅម៉ោង5:00ជា3ល្ងាចដើម្បីទៅរកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតើគេប្រាប់លោកឬក៏យ៉ាងណាដែរឆ្លើយអ្នកដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺថាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលគាត់ដើរចេញមកហើយអ្នកផ្សេងទៀតក្រោយមកក៏ប្រាប់ខ្ញុំផងដែរខ្ញុំមិនបានឃើញការស្រាវជ្រាវ របស់ខ្មែរក្រហមនោះដោយផ្ទាល់នោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចូលទៅតែសន្តិការគេនោះដើម្បីទៅយករបស់របរខ្ញុំចេញមកតែប៉ុណ្ណោះ
đâm nang sa phanya som mok kun nơ pe ni khnyom som su ampi haet ka nơ san tut barang da khnyom ban leuk lang chomnoi ni ruoch mok hoy phong dae che ka pat kal pi ma son mynh lok ban riep roap ampi ka prakol khluon sari mata keu kwat prakol khluon nơ tngai ti 20 khai mesa nơ khnong pe noh lok ko ban riep roap ampi ka riep chom da ban thveu laeng khnong ka bandeing prachit Bộ Campuchia đại nước sau nông sản tốt và rằng hai lúc bạn riêng rõ nơi trong tùm bò mà rồi bàm bấy chạp đàm vì tùm bò mà rồi bàm bấy mốc cứ lúc bạn riêng rõ bàm bì ca bà rộng cùl khuôn cứ nhầm xong lực lãng thả ca bà rộng cùl khuôn ở rộng bò nẹt đại mình miền lịch khách ai cả xa cho bà lo nực nồng sản tụt cầu pi sợi mặt tạ cầu mốc cứ than lục bàn bàn to river rob âm pi robiệp đại kê hot con khmê nữa ta ao kru xa chôn bờ tê hao tha ta ca riệp chom ca rồi viên chôn bờ tê nè bờ rót cam bờ chiên nè bên đó cứ thua lang giang mấy đồng bảy chui ao chôn bờ rót cam bờ chiên nó ai nặn nơi san tu nô bàn nhom miền pe về lia tại cây tơ nó được chân nhom xong mọi lô riệp rót chun tơ là cá tẹt tơ năng hạt cà nè chloe lô đi rác đại cứ chia mình tray nó mốc nè bên đó mình trai nó mốc nơi cái nông than tụt bà ráng cứ quạt bàn ở riêng chom chế bị thi ở bia bị bia đôi đại lục bàn riêng rõp thua đôi chân này đầm bày chui đòn nẹ đại từ cái bằng khom ở trên từ cái than tụt nơi bê đại khám ai cỏ hôm quạt bàn đăng ở bì bà nhà nước mình đăng than đăng tàn ở biếp nà đế bà hai chia tam ca tẹ tông tam vị chú rồi cái dạng nà nu nhôm kịch hành chấn, hôm mai cờ hòm nó ban prapta để ra tha chốt thua là biếp nấn, hồi lục để ra nó thua chia nhạc mê ba là cái nông bị thi à bị pía làm bay của mồi vô purat cam buổi chia chân bị than tụt bàn có vận tải hôm mai cờ hòm prapta ở chốt liếm và dân mình chốt thế, mình thấy nâng bọc lực ở đâu đi rác nó có trở tựa toàn là cầm vì này được cái này có bằng tay đi rác bên nó khá hàn á hồi cứ quật chui từ tam đạt phía đại quật ai chui từ bàn xâm nùa ta lúc ai ở riêng rõ bởi vậy đại lúc bàn khơi nhận dân kết bẹp còn nâng sàn hiếp rồi bỏ cửa xa đằng ơ nô chia bị xe sàn hiếp cửa xa đại trở bàn kê bằng khom ở chạy trên bì sàn tù nô cháu cửa xa mùi cửa xa nô cứ miền xoam mấy thua ca nghe nơi xa tu lê hay cứ thà quát quát nâng phẹt rồi bỏ quát nâng phẹt dế tập tài ca con lực tầm bồn hay cứ quát bàn trông cắt than ở phía lòng bạc lòng bần nì cứ bàn này thà trông cắt than ở phía sẵn kriêm nâng ca cặp thầm lạp nê bê nụ cứ bỏ rõ rụng nụ bàn mục đào mà rộp nhóm hồi xua thà ta nhóm ai đặt lôi cọ mối ở nhóm này chẳng nhẽ cướp cướp từ lơ kẹt nỉ rồi bọc quạt bàn đại tê nỉ pe nu cày mơ nỉ pe đại quạt nâng sma phẹt gì rồi bọc quạt rồi bàn bàn đại chân bị than tu nỉ pe nu nhóm nơi con chân nòng nâng hai nhóm khơi bờ rò nâng nâng phe rìa rôm tàng côn rồi bỏ còn sợi dây phe rìa nu xua nhóm tha ai do côn nhóm quạt tới làm bay ai nhóm này chân nhạt thay toàn côn quạt phong toàn móc buộc quạt thằng pí bàn chân từ nhóm kết tha nhóm mình ai chân từ cái bàn nội tê hai mình đăng tha ta miền bảy cà lan nội tê được chưa nè so mọi lục sợi dây nâng lục nu mơ con nó đòi luôn này tới cho mình ai thua tờ bàn nội tê có vận tải neri barang đại nơi cái nông nô phong đại nó có bàn đập lứ hơi nhom khơi thà
គឺគេរកគ្រួសារមួយគ្រួសារនឹងឃើញហើយបន្ទាប់មកគឺថាគ្រួសារទាំងពីរហ្នឹងប្តីប្រពន្ធហ្នឹងបានហុចកូនឲ្យស្ត្រីបារាំងរូបនោះហើយខ្ញុំក៏បានប្រគល់លុយដែលបុរសនឹងស្ត្រីនោះកក់ថាឲ្យខ្ញុំនិយាយអ្នកកាន់កម្មទៅឲ្យស្ត្រីបារាំងនោះមើលថែទាំកុមារ ដំណើរសម្ញាសូមអរគុណចំពោះការរៀបរាប់របស់លោកយើងឃើញថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់ត្រូវបានគេបណ្ដាលដឹកចេញទៅក្រៅស្ថានទូតត្រង់ទំព័រ80 7ដល់ 80 8នៃកំណត់ហេតុរបស់លោកត្រង់លីអិនអ៊ីអនជេបសាអង់គ្លេសគឺ80 0 0 8 7 9 5និងទំព័រក្រោយៗទៅទៀតនោះលោកបានរៀបរាប់អំពីការចូល លោកលុយរបស់ខ្មែរក្រហមនៅក្នុងទីតាំងស្ថានទូតហើយខ្ញុំនឹងអានចំណុចនេះជូនលោកស្ដាប់ពីបញ្ញត្តិក្រោយមកខ្មែរក្រហមបីអ្នកសម្លៀកបំពាក់ខ្មៅជាមួយនឹងកំភ្លើងខ្លីនិងសៀវភៅបានចូលមកក្នុងស្ថានទូតមន្ត្រីកុងស៊ុលដារ៉ាក់សួរពួកគេហើយគាត់បានដាក់ជាមួយខ្មែរក្រហមដោយទឹកមុខនៅស្ងៀមនៅពេលនោះខ្មែរក្រហម សួរធ្វើកំណត់ហេតុហើយពិភាក្សាគ្នាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនបន្ទាប់មកចេញមកពីកន្លែងកន្លែងរោងជាងមួយគឺនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតហើយពេលនោះគឺថាមានការជិះវាងកម្អោយមានស្ថានភាពនៅកើតឡើងពួកគេអំពាវនាវក៏បន្តែជន់កុំនេះគឺមិនខ្វល់ទេហើយបានរុញច្រានអ្នកទាំងអស់នោះចេញពីស្ថានទូត តើលោកឃើញខ្មែរក្រហមចូលមកឋានទូតដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលនៅសល់ដល់ឬទេឆ្លើយបាទខ្ញុំឃើញនេះជាហេតុការណ៍ដែលខ្ញុំបានឃើញសូមអរគុណនៅក្នុងសៀវភៅវាលពិឃាតឯកសារ ខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនលោកដើម្បីឲ្យលោកពិនិត្យមើលថាតើនេះជារូបភាពឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពនៅស្ថានទូតឬក៏យ៉ាងណាលោកប្រធានសូមការអនុញ្ញាតយើងខ្ញុំសូមបញ្ចាំងរូបថតនេះនៅលើអេក្រង់អ៊ីអនពាក់ព័ន្ធគឺ00 80 6 2 6 0 2ដំណឹងអង្គជំរះអនុញ្ញាត Thank you Mr. President ដំណឹងសាបញ្ញាសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមលើកឡើងថារូបថតនេះគឺផ្ដល់ជូនយើងដោយរាប់អស់សូមឲ្យលោកពិនិត្យមើលថាតើកន្លែងនេះលោកស្គាល់ដែរឬទេឆ្លើយរូបថតនេះខ្ញុំក៏មានដែរមួយសន្លឹកគឺខ្មៅជាងនេះបាទខ្ញុំមើលអេក្រង់ទេសូមអធិស្ឋានដែរខ្ញុំឃើញរឿងខ្មៅបាទគឺចំពោះខ្ញុំដូចជាអត់ចាំទេមិនដឹងកន្លែងណានោះទេដំណឹងសាបញ្ញាខ្ញុំមិនត ទៅមុខទៀតឆ្លើយនៅអសរខាងក្រោមនោះប្រហែលជាអាចបញ្ជាក់បានដំណាងសាវិញ្ញាខ្ញុំសូមបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីសន្សំពេលវេលាមិនមានសរសេរអសរនៅពីក្រោមនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាដឹងថាជាទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានទូតយើងខ្ញុំសូមបន្តសួរលោកទៅមុខទៀត ខ្ញុំនៅពេលនេះសូមសួរសំណួរ 3-4 ទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើររបស់លោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃដែលលោកបានរៀបរាប់កាលពីម្សិលមិញ Can I ask you first ជាដំបូងខ្ញុំសូមសួរលោក ឲ្យរៀបរាប់ជូនតុលាការប្រសិនបើលោកនៅនឹកឃើញថាតើពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួននោះអាចឡើងកិច្ចខ្លួនតាមរថយន្តជាមួយលោកនឹងដោយរបៀបណាទៅគឺនៅថ្ងៃ 30 ខែមេសាសំណួរតើលោកសួរខ្ញុំសំណួរណាមួយដែរតំណាងសាភញ្ញា
គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឡើងនៅថ្ងៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមេសានៅពេលនោះគឺមានការជួយប្រមូលលួចលាក់ពលរដ្ឋកម្ពុជា3នាក់គឺជាស្ត្រីគឺបានន័យថាស្ត្រី3នាក់នោះបានត្រូវបានជួយលាក់ខ្លួននៅក្នុងក្បួនរថយន្តជាមួយលោកចេញទៅគឺមានស្ត្រី3នាក់ខ្ញុំសូមឲ្យលោករៀបរាប់ឆ្លើយឲ្យខ្ញុំព្យាយាមនឹកសិន ឈ្មោះបរិភោគម្នាក់នោះគឺប៊ីโซខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះរបស់គាត់ទេដំណាងសាវញ្ញាគឺមិនជាថ្មីអ្វីទេលោកឆេនបឺកលោកអាចរៀបរាប់ទៅគឺយើងឃើញថាម៉ោង 5 ព្រឹកគឺម៉ោង 5 ព្រឹកឬនៅល្ងាចមានការដឹកឡើងឲ្យមនុស្សឡើងជីឡានគឺប៊ីโซគឺគាត់ជួយ ឲ្យបរតកម្ពុជានោះគឺឡើងឡានរបស់បានទោះបីឈ្មោះនោះมันមានក្នុងបញ្ជីក៏ដោយបន្ទាប់មកប៊ីโซបានទៅជួបជាមួយនឹងទាហានគឺទាហានកុម្មុយនីហើយពួកគេនោះនិយាយថាច្រើនពេក ឲ្យទាញមនុស្សចុះសិនហើយឡើងសារថ្មីនៅពេលនោះគឺថាគាត់រៀបចំដោយជំនាញប៊ីโซគឺជួយរៀបចំដោយជំនាញគឺគាត់បានជួយមនុស្ស3នាក់ដោយទោះបីជាពួកគេគ្មានការអនុញ្ញាតក៏ដោយមួយគឺជនជាតិអាមេរិកហើយមួយទៀតគឺស្ត្រីកម្ពុជា2នាក់ គឺម្នាក់មានម្នាក់រៀបការជាមួយនឹងបុរសបរទេសហើយឃើញមានស្ត្រីម្នាក់ជាមួយនឹងកូនស្រីអាចរត់រួចផងដែរពួកគាត់នោះគឺថាมันមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីនោះទេតំណាងសាភញ្ញាសូមអរគុណឆ្លើយខ្ញុំមិនដឹងថាតើប៊ីโซ ធ្វើអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជាជនឡើងឡានជាច្រើនក្រោយមកទៀតនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងរីករាយណាស់នៅពេលដែលឃើញប្រជាពលរដ្ឋអាចឡើងជិះឡានជាមួយយើងតំណាងសាភញ្ញាសូមអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំសល់ពេលតែបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះប្រសិនបើខ្ញុំសូមឲ្យលោករៀបរាប់ដោយសង្ខេបប្រសិនបើលោកអាចធ្វើទៅបានយើងមើលការរៀបរាប់របស់លោកតាមអ្វីដែលលោកឃើញក្នុងពេលដែលលោកធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅកាន់ព្រំដែនថៃ ដំណាងសាភញ្ញាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអានជូនលោកនៅអត្ថបទជាក់លាក់ដើម្បីលោកឆ្លើយតំបងតង់តំព័រ109អង់គ្លេសអន់003 8 317លោកបានរៀបរាប់អំពីការធ្វើដំណើរនេះពេលនោះជាពិសេសការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមនីវងលោកបានរៀបរាប់ដូចទៅ នៅពេលដែលយើងតាមផ្លូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមនីវងនោះគឺថាយើងឃើញផ្លូវទីក្រុងគួរឲ្យខ្លាចភ្លើងតាមផ្លូវបើកហើយឃើញមានពន្លឺស្ទងស្ទងឃើញមានក្រដាស់របាត់របាយនិងឡានដែលគេបោះបង់ចោលឃើញឆ្កែឆ្មាដើរកាត់ពីពេញតាមផ្លូវយើងមិនឃើញមានប្រជាជន មានជនស៊ីវិលមានតែខ្មែរក្រហមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្លះដើរតាមចិញ្ចើមផ្លូវអ្នកខ្លះនៅក្នុងហាងហើយពេលខ្លះគេឃើញមានឆក់លួចក្នុងឆក់លួចប្លន់ក្នុងហាងផងដែរដូច្នេះគឺតើហេតុការណ៍ដែលលោកបានឃើញ នៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរតាមមនីវងនោះគឺថាឃើញមានការឆក់ប្លន់ក្នុងហាងផងដែរឬយ៉ាងម៉េចបាទគឺឆ្លើយខ្ញុំឃើញដូច្នោះផងដែរគឺឃើញមានការឆក់ប្លន់នៅក្នុងហាងដំណាងសាភញ្ញាសូមអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំសូមចូលទៅដល់ចំណុចមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើររបស់លោកការធ្វើដំណើររបស់លោកទៅព្រំដែនថៃអង់គ្លេសអឺអិនគឺ 008322 តង់កំពង់ 112 ដល់
ពេលនោះគឺថាលោកបានទៅដល់ជិតភូមិល្វៀក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយលោកនៅពេលនោះអាចមើលឃើញប្រជាជនខ្លះដែរលោកបានរៀបរាប់ដូចតទៅ មនុស្ស មួយ ចំនួន នៅ ក្នុង ក្បួន រថយន្ត នោះ និយាយ ជា និយាយ ភាសា ខ្មែរ អាច និយាយ ជាមួយ អ្នក ស្រុក បាន វៀតណាម ចំណាយ ពេល 25 ឆ្នាំ ដើម្បី រំដោះ ប្រទេស ខ្មែរ ក្រហម ចំណាយ ពេល តែ 5 ឆ្នាំ តែ ប៉ុណ្ណោះ រំដោះ ប្រទេស មន្ត្រី មួយ ទៀត និយាយ អំពី ឋានៈ នៅ ក្នុង ឋានៈ អន្តរជាតិ របស់ ទាហាន ដែល ចំណាយ ពេល 3 ឆ្នាំ ធ្វើ ការ ត្រូវ ធ្វើ ការ នៅ ក្នុង ស្រែ តានេះគឺជាកិច្ចសន្ទនាដែលលោកបានស្ដាប់ដោយផ្ទាល់បានឃើញដោយផ្ទាល់នៅពេលដែលនៅពេលនោះគឺថាមានទាហានខ្មែរក្រហមនិយាយជាមួយនឹងអ្នកជីឡានជាមួយលោកជាភាសាខ្មែរឬយ៉ាងម៉េចឆ្លើយគឺថាអ្នកនៅលើក្បួនរថយន្តនោះបានប្រាប់ខ្ញុំដូច្នេះគាត់និយាយភាសាខ្មែរបានហើយតែនិយាយជាមួយនឹងទាហានខ្មែរក្រហមនាពេលនោះយើងឃើញថាមានមនុស្សពេលវេលាត្រឡប់មកប្រាប់ខ្ញុំអំពីហេតុការណ៍នឹង ដំណាងសាវញ្ញាសូមអរគុណនៅក្រៅនឹងបន្តិចលោកនិយាយអំពីជនភៀសខ្លួនចេញពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអ្នកជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនត្រូវបានគេបណ្ដឹងចេញពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយកំពុងតែរស់នៅតាមភូមិឃើញមួយនោះជាវចៈបណ្ឌិតឈ្មោះដំចានដែលប្រាប់ខ្ញុំអំពីខ្មែរក្រហមរំដោះកំពង់ឆ្នាំងនៅថ្ងៃ 18 ខែមេសាគាត់បាននិយាយថាមន្ទីរពេទ្យត្រូវបានគេបណ្ដឹងអ្នកជំងឺត្រូវបានគេបណ្ដឹងចេញពីមន្ទីរពេទ្យដូចនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរយើងគ្មានពេលវេលារៀបចំរបស់របរនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែបានទៅជាមួយនឹងកូនរបស់ខ្ញុំ 3 នាក់និងភរិយារបស់ខ្ញុំម្ដាយរបស់ខ្ញុំវចៈបណ្ឌិតបាននិយាយថាខ្មែរក្រហមហាក់ដូចជាធ្វើបាបបុគ្គលិកពេទ្យ ហើយពួកគេមកដល់យើងឈប់នោះទេដេញយើងចេញតែម្ដងយើងមិនដឹងថាយើងកំពុងធ្វើដំណើរទៅតាមទៅណានោះឡើយពេលនោះមន្ត្រីខ្មែរក្រហមបានឃើញយើងហើយចាប់ដើមសួរវចៈបណ្ឌិតរូបនោះមុខរបស់គាត់មានការភ័យខ្លាចគាត់មើលចុះទៅក្រោមដីហើយគាត់ព្យាយាមទៅកាន់គ្រួសាររបស់គាត់មន្ត្រីនោះបានងាកមកខ្ញុំមើលក្នុងកំណត់ហេតុហើយសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំ កំពុងតែនិយាយជាបបីជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យនោះខ្ញុំអាចសុំសួរលោកបានដែរឬទេតើនៅពេលដែលលោកនិយាយជាមួយក្រុមលោកវចៈបណ្ឌិតនោះមកក្រុមរបស់លោកវចៈបណ្ឌិតនោះគឺមានប្រមាណអ្នកដែរនៅពេលដែលចេញពីកំពង់ឆ្នាំងឆ្លើយមិនមែនជាក្រុមនោះមិនមានមនុស្សច្រើនអ្នកនោះទេវចៈបណ្ឌិតរូបនោះគឺចេញមកពី ព្រៃកពតព្រៃហើយនិយាយជាមួយនឹងយើងគាត់ប្រាប់គាត់ចង់ប្រាប់អំពីស្ថានភាពដែលគាត់និងគ្រួសាររបស់គាត់និងអ្នកផ្សេងបានជួបប្រទះគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំទាញកំណត់ហេតុមកយកមកកត់ត្រាហើយនេះជាអ្វីដែលគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំដំណាងសាវញ្ញាសូមអរគុណនៅប៉ុន្មានបន្ទាត់ខាងក្រោមនោះគឺលោកលេង បាននៅពេលនោះលោកធ្វើឡេសហើយបន្ទាប់មកលោកខ្មែរក្រហមសុំបារីម្ដងពីលោកតើលោកមានអីយ៉ាងម៉េចដែរឆ្លើយខ្ញុំគិតថានៅពេលនោះខ្មែរក្រហមគិតថាខ្ញុំប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះដើម្បីសម្រាប់តខ្លួនដែលខ្មែរក្រហមជំទាស់ហើយនៅពេលនោះខ្ញុំលេងល្បិច ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែថាខ្ញុំជាអ្នកដែលដឹកនាំភ្ញៀវទេចចមកពីប្រទេសកាណាដាដំណាងសាវញ្ញាដោយសារពេលវេលាខ្ញុំសូមសួរអំពីទីរួមខេត្តនិងក្រុងដែលលោកបានឃើញហើយលោកសូមជួយបញ្ជាក់ថាតើនេះជាព័ត៌មានរបស់លោកឃើញដែរផ្ទាល់ឬក៏យ៉ាងម៉េចទីមួយគឺដំបូងគឺសួរអំពីក្រកនិងកំពង់ឆ្នាំងបន្ទាប់មកសួរអំពីពោធិ៍សាត់ដែលត្រូវបានគេជម្លៀសដូចគ្នា តើលោកបានឆ្លងកាត់ទីក្រុងទីរួមខេត្តទាំងអស់នេះឬយ៉ាងណាដែរនៅពេលនោះថាលោកឃើញមានការបណ្ដឹងប្រជាជនចេញដែរឬទេឆ្លើយគឺខ្ញុំមកឃើញអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលនៅក្បួនក្នុងក្បួនឡានក៏ឃើញដូចខ្ញុំផងដែរតំណាងសាធារណៈ
Lúc bạn rịp rộp hỏi lúc như vậy em bị bắt đầm bóng phong tá rùm tàng phòi bạch. Ta lúc bạn chlong cắt bắt đầm bóng nâng phòi bạch đại tế hỏi ai khơi sẵn kết nhằm mạch đại này bên nụ. Chlòi bạn nhầm khơi chìa rơi rơi khơi sạch bì hẳn nạ nâng cô cổ đọc bay nơi khơi nông xa mình khơi mà nụ nụ tê dương chlong cắt tì rùm khai thầm hóa nụ. Năm nay sao nhỉ? Sau một cuốn nó bị đại lục chọn cắt cổ sát trong vòng mà rồi mà phải ông để yến sôn sôn ba trăm phẩm bốn ba trăm bảy mà phải phẩm bảy trong mau muối sai sập nhật tỷ lô ban này dây đôi tờ tờ nơi nông khai cổ sát than ở phía nó cái đôi tì đồng khai đỏ tây cái miền chôn gì với cái miền tì hiền tè tờ ban chọn phòn họ dừng khơi miền rập rập bò nơi rập rập bài nơi tóc nó khơi mà hô bà ha nó mình toàn chân nội tệ có hỏi về chuyện chốn trời tài trả tranh đòi bận nhầm sầm nổ ta ní cứ chia vay để lục ban khơi đại đệ thế trả lời về là những ai cho về lan bán rồi là những nhóm bàn khơi mến ní cứ chia vay để nhóm bàn khơi. Năm nay thay vì nhà, nếu chưa xong nội trong cõi được bậc nhóm, nơi tạm lâu, lúc hơn tì cỏng của miền núi nở. Hồi lúc ai mưa khơi, nó bây giờ lúc thua đầm nào. Ta lúc ban khơi, thật ta chia bộ rõ tầng ngón tớ nào tớ. Thật nơi tạm chẳng chạm lâu, nơi chật tì rùm khai nút tớ nào. Ta lúc ai khơi thế, xa lối ọt ban khơi thế. Mình miền sự nhà mình chạy là mũi thao ta kêu nhà đó nó tên là nội tệ năm nay sao về nhà xong một cơn kiêm xong thay em nó cơn chấm phù cả ớt một rồi bỏ lốp nông cả xoay xong nuôi rồi bỏ nhóm nông để tray đại lục cầm phong tại nơi nỉ hỏi kiêm xong một cơn nãy qua rồi miền tương lai đại lục bắt đầu chun kiêm lên miền sao đặc rồi giàu đòi dừng kiêm nâng đòi trở lại cả được cho nên là bên ấy kiêm xong nhà vì ông chấm nôn chụp đẹp bắt đầu việc cả nên mình to đòi khang mê tới vì đầm nặng đang mình đang rót vào viên đi xong một cơn ông chấm nôn chụp đẹp ខ្ញុំអ្នកប្រតិបត្តិការជូនទៅក្រុមធម្មវិនិមុខកំពុងដើរដំណើររដ្ឋវិនិច្ឆ័យសូមគោរពលោកប្រធានលោកលោកស្រីជាក្រុមគឺខ្ញុំបិទតង់ហើយនឹងលោកស្រីគ្រីស្ទីណាគ្រីស្ទីនម៉ាទីណូជាអ្នកលោកសំណួរសម្រាប់សាក់សីរូបនេះពីខាងដើមបណ្ដារដ្ឋវិញនេះយើងខ្ញុំមានសំណួរបន្តិចបន្តួចទេសម្រាប់លោកសាក់សី ជំរាបសួរលោកសាក់សីសំណួររបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់សួរថាបន្ទាប់ពីពេលដែលអាមេរិកឈប់ទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅកម្ពុជាដែលលោកបាននិយាយថាខែ6ឬខែ7ឆ្នាំ1973ថាតើមានទាហានអាមេរិក ná chỗ rùm chỉ mùi tỉ hiên luân nol nơi khu nông ca vi top to chỉ mùi tỉ hiên khmai cổ hòm đại tỉ ta lục ách đăng phí rương năng đại tỉ châm lời tam đặc nhóm đăng bố kê bà đà dục bò chúng tôi mới được nằm phần Campuchia đây gặp đại dịch bão nung thả ao bẩn to từ một phần tai bộ kê mình bán chồ rùm để toa nơi con cá về bị giật nước tê cứ thả kê mình bán chồ rùm mà vay cầu bị cá tầm lẹ cầu bay nước tê. Bộ kê ní thật ta lục xong đau từ nẹ ná. I'm sorry. Xong mà phải tốt khi mặt vô xong nụ rồi bỏ lục tế. Lục bàn dây thà bộ kê bàn bắt đầu dục bó lại bàn tò. Lục nông cao về bởi dột. Ta lục ai bàn chạy bàn tế bộ kê ní. Ta phụ kê ní chi nẹ nà. Chúng
chấm lại khi nhom nị dễ xem đào từ lề bộ dự thiên nơi khả năng tham tu cứ nơi khả năng tham tu đầm rịch cứ bộ âm rịch đại phía xa chấm mùi dự thiên Campuchia đòi bộ âm rịch kê bắt đào dự bà đào Campuchia thả ai bắn to từ mục tiết khi nhom đăng tập tân đăng tập bắn này thì bộ thật khi nhóm mình ai châu ruộng nó khăn ông ca phê phía xa khi mình ai sẽ đạp được ca phê phía xa nữa thế bộ thật khi nhóm đang thở vầy để kết thúc với cư bẹp này đối chân là khi nhóm bạp lúc bàn trâm tay bần này thế ta dụ bò ní miền bàn lịch trên một hàng cà trong giấy thả được lòng sắp tộp mấy đặc nom trai ban lịch trình chia xa thiệt nè rồi cái trai ban sơ xe nó không cả xe nam mui đại lý tí chấm lại ắt thế chia sẻ nụ trong cái bậc chấm hai bên toàn bậc chấm xong ai về tình cảm thì chúng tôi sẽ hạ cả đây là bậc nhóm bản top pi pe bản chụp từ lên miền cả tầm lẻ gặp bài pi khai mỹ thu na rư khai cả cái đại cha mà còn buồn rồi chợ sập bay táo miền bản địa ca đại miền bản địa ca rui và rom tha nâng ai miền cả tầm lẻ gặp bài cát miền làng bản toa pi pi đại chụp nút bản to mà tiệt đại tì chấm lại ắt tê tạm được chấm nâng cứ ắt tê pro tha smart cứ có sấp hiền nơi xã đoạn đầm rích nơi thị trấn Washington nút cứ bản chụp cả bắt đầu chấm nuôi mau bắt tay Campuchia rồi ta hỏi, rồi chúng ta cứ việc cho bạn nát tha, âm rồi cứ sắp chặt cho chăn, không ai có hôm. Mà xong cùng lục thiên khi chúng ông xem đồ hay xong anh nhà bắt tay về tất cả chung xã cả đấy hoặc chúng xem ông cùng lục thiên. Chúng tôi xin lỗi bất thiện. Chúng tôi xin lỗi lục sĩ chắc lắm. Chúng tôi xin lỗi Sydney Schoenberg. Khi mất khởi nhận lục tế, chúng ta hiểm tăng thả lục cũng bông tại nơi tin này hỏi. Sạ bởi nhà bàn xu xung nô chế trả ơn tới căn lục. Để chúng ta nhóm trong tập lọc mà xua ông bị chấm đạch mùi chấm nuôn chưa đồng bốn khi nhóm mình xùm nuôn xùm khăn mùi khi nhóm cột xùm qua tha lục một đó cứ nơi chân nằm chật sấp nơi bởi thế Campuchia bởi tập mà dân đăng tha lục tập lọc tới vĩnh để chúng ta lục nơi tin này cứ tha đảm bây bởi đó sẽ khai cam dân bị khai mạng kia ra chân nằm chật sấp pram lâu tập đó khai ưu sấp hia chân nằm chật sấp pram chúng khi nhắm chọn đơn thà ta nơi khi nông trở lại cho năm mà phần một đôi chất sấp đó cho năm mà phần một đôi chất sấp trầm Campuchia khi nhắm mau Campuchia cho năm đông hay khi nhắm sạn nơi giáp bê du bê khla Confucius sấm nứa nơi bê đại lục mà sạn nơi Campuchia cứ trở lại bê khai mạ cà ra hồ tự đó khai Uzipia cho năm chất sấp trầm cứ lúc mà thuê ca đám bay cái site ở bà lô cư New York Times. Ta lúc mình tựa bàn bò đềm miên bẹp bòn tên nâng ở vây đại bàn cát lai nâng nông bà tế Campuchia đại đế tế. Cứ miên nây tha ta rọt thả bị bà lươn nô cầm bông thua ở vầy khla. Ta miên ở vầy khla đại cát lai nơi tu tiang bà tế. Hai nâng ca
chiến mục của bác Mai Cả Hôm để bàn rộng đọc và tế bàn một phía thông hỏi nụ. Châm lời cư miên cần lại anh chị trả ơn đại dương ai tự tu bàn bởi miên sự thân tu đồng rích bị khá chả lời xùm nụ ẩm bì cao rôl châu rồi bác buộc Mai Cả Hôm. Ở đâm sân này Campuchia bê khá là ai bắt đầu nó có xâm phía hay bắt đầu bộ dương phong đá ai bắt đầu bị cả bắt đầu chơi thông ngôn thông ngơ chứ đàm đưa cho nó việc bằng hành cho bà hỏi thả bắt tế Campuchia cứ chạp bắt đầu mở ruộng sở rồi bà này thả rồi thả bị bà Campuchia chạp bắt đầu mở ruộng tôi cứ rồi thả bị bà rồi bỏ lôn nôn luôn. Đối chân này dừng kết hợp với bà hai nâng bà ra chơi nơi bê nà mùi. Hồi mà nơi chắc bà đàm chân lý màu thị cơ rộng. Hồi bà chơi chân tới bàn khám ai cơ hôm kiêng ấy thua chơi tới hiền. Khi nhầm tự tùa bà rộng miên tặng ngọt nế cứ đại sao tầm miên bê và lìa cực cơ rộn. Hồi dừng mình ai thua đầm nào từ cựp đầm cầm lại bán và ta dân ai thua đầm nào ta bán tràn cầm lại nằm bay xua và chia chun ai đăng thật ta không ai có hôm thua vừa bay ta không ai có hôm rừng châu đá tin na được có tin na nữa anh lúc trả lời thật lúc ai thua đầm nào bán đi chơi xâm nuôi được nhầm trong xua lúc ta lúc bán tên là khá lá không nằm lòng bê muốn cho nằm chất sập bàm nó. Hãy ta lúc dưới khơi thả vầy đại bàn cát lăng nơi khăn ông đâm bàn động đó không dám đụng đầy khá là. Les informations que vous avez. Cứ khiêm trong xâm đại từ lớp bò đầm miên là lúc ai tự tùa bàn bì đâm bàn động đó. Cứ khi nhầm tự tùa bàn miên chụp bác thả khám bài có hôm cầm bông tại rừng châu màu. Hãy bố kê bàn bông co cả bông phát bông phát tại lưu ác kia. Cứ khi nhầm chăng đi dưới thà bố kì bằng phần ác kia rốt thà phí ba ruộng chạ rồi có đâm bàn tí xa cho nơi đa âm chân nằm. Cứ thà nơi bên ông bị chú chân ai bạp dương thật ta cả lại nà khá lạc đại khám ai gà hôm cực 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 lại nà khá lạc đại khám ai gà hôm mình cực 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 ai bạp thà phùm chú ập kê nít khám ai gà hôm cực 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 hai bần thay phùm kê mình toàn trở đào tới chân là dân ai tự tư bán bờ rộng miên bạp tầng nì hay dân ai thua đầm nà từ tàm phùm nâng phliêm phliêm rồi còn mọ plet dân ai chơi đầm nà từ bàn hay khám thua bạp nì. Xâm nữa, bộ đồng biên đại lục ai tự tùa bàn tạm rộng biệp đại lục rịp rộp ní. Ta lục mình tự tùa bàn bộ đồng biên bị chân phía khá luôn đại bàn phía chanh bị đồng bàn rộng đo. Hay mà rốt nơi tì cổng phân bình đại tế. Châm lời bạc, kỳ thật mình chân phía khá luôn chế chả ràng cho mà tì cổng. Hãy chân phía khá luôn cho cháu ơn cho mà nơi khăn ông Phnom Penh nâng nơi chung vinh đầm bằng thì khăn ông Phnom Penh khi nhóm ai chụp cho mùi bộ quạt. Hãy việc bằng hàng chấp bác nát thà khám ai có hôm cứ chấp đàm viên đàm đàm dược thì khăn ông mà đông mùi dược thì chân tì rùm khai tì rùm sạc mà đông mùi tôi bây thầy dứt bằng tay bà cắt nát cứ dơ bàn nâng chụp chơi. Cái thà mình miền sốt tự thể để dùng nào mới là khi nhóm kết thà rõ thà bị bà Campuchia cái thà rõ thà bà lần nữa nâng ai chỉ chụp chỉ bà nữa thế cứ khi nhóm khi mình sốt tự thể dùng tôi thế sao tôi bây thà ảm rít chui tùm lẹ cổ rộp bay tôi bây thà ca tùm lẹ cổ rộp bay ảm rít bà chạp nơi chân nằm chết sập bay hay
ខ្ញុំចង់ត្រឡប់មកសួរអំពីចំណុចមួយចំនួនសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាគ្មានលុយដើម្បីជួយទៀតក៏ដោយដូច្នេះគឺវាប្រកាសណាស់ សំណួរ មានចំណុចមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើល នៅក្នុងកំណត់ហេតុរបស់លោក ហើយនៅក្នុងអត្ថបទផ្សេងៗរបស់លោកនោះលោកបានសរសេរថាប្រជាជនកម្ពុជានិងជនបរទេសដែលនៅទីក្រុងភ្នំពេញគិតថារបបលន់នល់នឹងដួលរលំហើយមានមនុស្សជាច្រើនណាស់ចង់ឲ្យរបបនេះដួលរលំប៉ិតណាស់ហើយពួកគេក៏យល់ឃើញថារបបកុម្មុយនិស្តនឹងមិនអាក្រក់ជាងរបបលន់នល់ទេ ក្រៅពីការរលចូលរបស់ខ្មែរក្រហមនោះតើលោកមានព័ត៌មានអំពីថាតើការរស់នៅក្នុងតំបន់រំដោះនោះយ៉ាងម៉េចដែរពីព្រោះថាខ្ញុំឃើញដូចជាមានភាពផ្ទុយគ្នារវាងអ្នកដែលកិច្ចចេញពីតំបន់រំដោះមកនៅទីក្រុងភ្នំពេញនោះវាមានភាពលក្ខណៈខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែក៏មានសុខទិដ្ឋិនិយមខ្លះដែរតើលោកអាចពន្យល់បានទេ ចំឡើយខ្ញុំមិនដឹងថាតើលោកស្រីចង់និយាយពីសុទ្ធិធននិយមនឹងចង់ចំណុចណាទេខ្ញុំមិនបានលឺប្រជាជនឬក៏មិនដែលធ្លាប់លឺអ្នកណាម្នាក់និយាយថាកុម្មុយនិស្តនឹងជារឿងល្អនោះទេប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះនៅក្នុងកុម្មុយនិស្តនៅក្នុងសន្ទូតប្រទេសកុម្មុយនិស្តប៉ុន្តែដូចជាមិនមានអ្នកណាម្នាក់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបហើយនិយាយថាល្អនោះទេ ខ្ញុំគិតថាទាំងជនស៊ីវិលទាំងហ៊ានទាំងអ្នកការទូតនៅទីនោះគឺចាប់ផ្ដើមខ្លាចឬក៏ចាប់ផ្ដើមដកថយដែលថាគឺចាប់ផ្ដើមគិតថាខ្មែរក្រហមនឹងទទួលជោគជ័យប្រជាជនកម្ពុជាពេលខ្លះគាត់មិនមានលក្ខណៈថាកាចសាហាវនោះទេ ខ្ញុំសួរសំណួរបែបនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានពេលច្រើនទេដូចខ្ញុំនឹងមិនដកស្រង់នៅសំណេររបស់លោកនោះទេព្រោះថាលោកបានសរសេរក្នុងឯកសាររបស់លោកថាលទ្ធិកុម្មុយនិស្តនឹងអាចទៅរួចខ្ញុំចង់ត្រឡប់មកសួរសំណួរលោកចង់ដឹងថាតើលោកមានទទួលបានព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីជីវភាពរស់នៅអំពីរបៀប រៀបចំតំបន់រំដោះរបស់ពួកខ្មែរក្រហមដែរទេខ្ញុំគិតថាយើងមិនដែលលើរបាយការណ៍អំពីបុគ្គលណាម្នាក់ដែលបានរត់គេចចូលមកទីក្រុងភ្នំពេញនោះទេគឺយើងបានទទួលរបាយការណ៍តិចតួចពីមនុស្សដែលត្រូវបានគេ ឃុំខ្លួនហើយគេបញ្ជូនទៅធ្វើការនិយាយអំពីមនុស្សដែលស្លាប់ដោយជំងឺដោយសារតែខ្វះចំណីអាហារគេថាមានបញ្ហាខ្វះម្ហូបអាហារនៅតាមតំបន់ជាច្រើនទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយតំបន់ទាំងនោះគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលលន់នល់ ខ្ញុំនឹងសួរសំណួរផ្សេងទៀត ពីព្រោះថាព័ត៌មានដែលលោកទទួលបាននោះហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈទូទៅពេកហើយខ្ញុំគិតថាព័ត៌មានវាពិបាកទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ណាស់នៅសម័យនោះចំពោះលោកហើយនិងអ្នកកសែតផ្សេងទៀតនោះក៏ពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់រំដោះដើម្បីយកព័ត៌មាននោះដែរឥឡូវនេះខ្ញុំចង់និមន្តនិយាយអំពីទីក្រុងភ្នំពេញវិញអំបញ្ញមិញនេះតំណាងសហប្រញ្ញា
bạn nhìn thấy chỉ mỗi lúc chỉ mỗi cầm biểu tài lừa phồng đại lục sơn nữ ta lúc ai chỉ riệp chun bàn tế tha ta chỉ đứng tha cái hậu chỉ mình ti pet rồi có cái liên là than nô tê cái tha khiêm trọng đứng tha ta nô tê núng nó cái riệp chậm chẳng mạch đây trong nơi bề đại lục bên đất khơi tham biến hai ca đồ cụ ở phía khai bài này nó ta cái lại núng nó cái bầm phơi bầm phai chẳng mạch đá luôn ai bên dưới bàn thế này ở tai lời phun nồng chấm lời ta lúc xây này gì em bị thằng ngày nào mùi khi nhầm chụp bốc chụp bao lời này ខ្ញុំនិយាយថ្ងៃ17ពីមេសានៅពេលដែលលោកត្រឡប់មកសន្តាគារលើភ្នំវិញនោះប្រហែលជាខ្ញុំអាចច្រឡំក៏ថាកំដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាថ្ងៃទី17មេសាហ្នឹងហើយគឺថាពេលនោះលោកក៏សម្គាល់ឃើញថាត្រូវតែជំនឿប្រជាជនចេញពីសន្តាគារដូច្នេះខ្ញុំគិតថានៅសន្តាគារហ្នឹងប្រហែលជាមានរៀបចំជាគិលានឋានមួយសម្រាប់ជាបាលឬអាចហៅជា ពាក់កណ្ដាលទី8អញ្ចឹងក៏តែលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើនឹងទីនោះនោះមានអ្នករបួសប្រមាណដែលត្រូវបានព្យាបាលហើយថាតើយ៉ាងខ្រោយមកនោះគេកំតិចកន្លែងនោះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំឡើយតាមដែលខ្ញុំចាំប្រហែលជាខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនមានវិជ្ជាបណ្ឌិត អ្វីនោះទេប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាការតំណាងជាមន្ទីរពេទ្យតំណាងលក្ខណៈតំណាងជាមន្ទីរពេទ្យឬក៏ជាសាខាមន្ទីរពេទ្យមួយគឺថាខាងកាកបាទក្រហមមានបុគ្គលិកជាច្រើនហើយពួកបុគ្គលិកកាកបាទក្រហមនេះស្នាក់នៅក្នុងសន្តាគារនោះ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគាត់ធ្វើការអ្វីនោះទេហើយភាគច្រើនជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមត្រូវបានគេយកទៅដាក់មន្ទីរពេទ្យជាច្រើនដូចជាមន្ទីរពេទ្យប្រកេតមីលា គឺដាក់នៅអាគារតាគេធ្វើគេថានៅស្ថាននៅស្តាតគឺកន្លែងតាគេប្រកួតប្រជែងកីឡាហ្នឹងក៏គេយកទៅធ្វើជាកន្លែងដាក់អ្នកជំងឺផងដែរដូច្នេះខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ទេខ្ញុំមិនដឹងឲ្យជាក់ច្បាស់ថាតើការកបាត់ក្រុមហ្នឹងគេធ្វើអ្វីនោះទេគាត់ថាខ្ញុំដឹងថាមានបុគ្គលិកពេទ្យនៅទីនោះតែពួកគេធ្វើអីច្បាស់ខ្ញុំមិនដឹងទេ Merci. Thank you. Sommokon Lok Schoenberg. Nai knong su phau robos lok. Ke ai ke sa 243.2 លោក សេ ថាពេលនោះ លោក នៅ ជាមួយ ដិត ប្រន ហើយ ដិត ប្រន នឹង រៀប រាប់ អំពី លក្ខខណ្ឌ លំបាក លំបិន ដូច ជា មាន អំពើ ហឹង ហិង្សាការភូតកុហកនិងរបៀបដែលគេប្រព្រឹត្តចំពោះមនុស្សនឹងក៏នឹងរបៀបដែលគេប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកស្នេហាជាតិនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលណាដែលលោកបានស្ដាប់ឮគេនិយាយអំពីការកំណត់ លក្ខណៈជាអ្នកជំនាញខាងចាត់ទុកជា17មេសាអ្នកប្រជាជនថ្មីនេះ
Ta lục đáp lư nơi bề đại lục nơi than tụt nơi lái rồi có lực bòn trên nẹp đáp lục nơi bề cầu tham biên cả bay chạy chỉ bực chia chun đáp bằng pin bê sa rồi chia chun thay này. Chấm lại nơi bề đất bòn trên bề cả lại nó cứ quạt đáp khi nhầm nơi bề mềm ớt. Cứ thà khi nhầm mình ai sẽ vay nhà đầu khơi như thế ta để na thưa vay nhà na nợ ruộng mình nợ ruộng cái loại buôn làm chăn nuôi khi mình ai thưa bàn thế được chăn hay khi nhà mình miền bờ miền ở vay bị quạt nuôi thế là hôn mà đáp bị quạt tật lắm mau hay khi nhà đang thắc quạt nợ ruộng riêng mình chịu vượt được chăn hay đợt bòn cứ chuyện này gặp khi nhà thà ta miền ở vay cả là ông thọ được chết thà nó bị đặc kê lui nó bị đặc quạt lui bình bỏ những cái thứ bạp quạt giống mạch khá là hay quạt bàn rì bộ bạp khi nhóm cử rộp rừng ra từng ọ hay hay quạt bằng hai anh bì ca để quạt lẹ càng nghe rồi bọc quạt hay có họ kê thà quạt trên nẹ thẹ xì khá lô cho đào ấm nâng cứ quạt rì bộ bạp khi nhóm từng ọ hay quạt nó bên nó quạt vui chứ là ngung ắt đăng cha lại chả đau âm được luôn hay được khi nhầm prap lúc sợi chân cái thà đứt pron quạt prap khi nhầm tầng ó bắt ta đứt pron quạt mình men chưa mình được cho chân gì cả họ thì merci số một cuốn nơi bên đây quạt rệp rộp âm pi riêng rai là bao quạt prap lô cứ vẫn đứng ngay tham bên bên ẩm bơ hàng xa ta còn bên prab lục tham bên cả bài chạy rô viên bây giờ chôn cha nâng bây giờ chôn mưu luật than bị bơ tha chân cắt sầm cỏ lại khởi thanh nhẹ chấm liền chân bị phồng bính cái chặt tục kia bị chia chun đầm phần mới xa chúng ta cái mình được bật ấy xây cái này được việc nhẹ bị chia chun được pi được thế chấm lại bạt oui cột bập khi nhau một pi đường ra đại tha bị chia chun được khi em thợp score mình được khi em thợp score đại khi em được khởi và chỉ bị bảy năm cày máu, tập đoàn kia được khơi thả, bịch chun từng ăn nước được có bọc cô từng ăn nước thợ thuê can được cầm hôn âm rực được có sa phần miền âm rực hay kia giờ ta sẽ lập cháo được sao quạt thợ thuê can cho mỗi bộ âm rực cho đam, hay nhà bao lan được nhiều mình nè, có tập đoàn kia sắm lập đây, khi nhom đang rừng ăn nên nó bị đại sinh kềm bàn chọc cứ thả nó bị đặc lại mất tiếp tục khi đang khi chúng ta tiêu chuẩn mới cơ sở được bóc bộ quạt được chưa nè khi nhom bàn khi nhom bài ca chia sẻ ăn rồi bài ca âm pi bóc cô đã chia tay tạ thể hiện cái máy cơm hôm đấy kì nơi dưới thà kì chất chất cái máy cơm hôm bắt tay khi mà đã lọp lưỡi để tự ăn luôn thế bắt tay chấm bún này đã rút cái pì rồi bóp cái máy cơm hôm khi mà đã lư còn nơi dưới thà nơi dưới pì ở vậy trên thế nơi dưới thà pì ca sầm lấp mình luôn hay khi mà phật nói theo vị chia cả bà lai bùi sa, và tại đây vị chia tu sơn nào bậc khi nhầm phật tăng chẳng ngắt được khi nhầm miên, rồi cả anh ấy thà plem plem cả bị chập sừng kềm nung, cứ thà phật tăng chẳng ngắt nốt bằng hai mà khi nhầm thà vị chia cả bà lai bùi sa, và dần bà ai tự tâm để dùng mình nấy là bị thà bà lai bùi sa nốt. Monsieur, je vous remercie. Lok Shenberg, som okun chran na. Dai lok ban chlai te nang samnuo roba yeung khnyom
Lục bà thiên, khi nhóm ở xâm nụ hỏi, xâm ở cùng. Monsieur le Président, Lục bà thiên, đảm bây giờ bà tệ chờ đất. Khi nhóm xâm rùm lực, thà tụ bây giờ lục chân bậc miền bọc phía sau, giờ nào có đói nữa. Cứ thà, cái quạt bằng ai như vậy, em bị bọc phía sau, bọc. Quát từ lửa vậy đại ban cát lang nội tế quát mình ai bình tranh cho bảo tế propa quát mình men trên nhà chum nền tế được chưa nhé nhưng mình ai ở quát này dây giang na làm bây quát đào cho bảo tế được chưa nhé quát mình ai cầm nót bộ phết ở ban cho bà lo nội tế quân hay mẹ thầm lực là lục Sydney Scanberg tha lục Sydney Scanberg trong điều lục chia sẻ sấy lúc mình có bay prapra nơi cả vị thị rồi có cả phật nơi mặt tệ dụng trên nhà mặt tệ dụng bảo ai cái chun bảo luôn vị thị lưu phanh hà tương lai đại ca mình lớn đại ông nhập ra có vùng đỉnh đầu này thì đi chi cái ca làm lại ca là bảo ông chuẩn ra hay ông nhập ra nâng vị thị bị chà ná làm lại lưu phanh hà này chỉ cày đời vị thị lưu phanh hà ông hết ông bắt mình thoát tang chỉ chơi đại dương mà đại miên được không còn đồng rưỡng hay có vùng đạn đỉnh đầu này អរគុណលោកស្កែនបឺកឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយហើយអង្គញាមសម្រាប់នៅប្រភេទទី lúc nó nôn chia xong vừa thay đi bãi vẽ phong từ nâng hết này cả chủng liệt của chị chun trên bị cầm không bính nâng thì bị chung chun mùi chủng nôn tiết ông nhầm đây tầm lại dù prom hay nâng phật đo ở cả chun từ lúc nôn chia cứ là người vừa thay đi bãi nơi về đầm nằm bông này vẽ pi này giảm là ca cực ni mà này thay tầm lại đuôi chun máu cứ ở quật đo là cả hai quật xài vừa thay đi bãi được bánh hà đi thêm một đòn បាទឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអំពីប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 10:20 សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសម្រាប់ការសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោយឈរ